Hello everyone, xin chào mọi người. Rất vui và rất vinh dự đón tiếp mọi người đến với kênh của Năm Xuân. Lời đầu tiên Xuân xin gửi lời kính chúc sức khỏe và bình an đến với toàn thể quý anh chị và các bạn. Hôm nay Xuân muốn chia sẻ với mọi người về món nha đam mũ chôm hạt chia. Mọi người ơi, hãy cùng vào bếp thực hiện món này với Xuân nha. Và chúng ta hãy tham khảo coi món này có lợi ích như thế nào nha. Quý vị ơi, nước mũ chôm, nha đam, hạt chia vốn được biết đến là một loại nước giải khát thơm ngon, bổ dưỡng và rất lành tính. Đặc tính và công dụng của nước mũ chôm, nha đam, hạt chia. Nước mũ chôm, nha đam có màu trong suốt, mùi thơm dịu, vị ngọt nhẹ, vô cùng tươi mát. Loại nước này có tác dụng tăng cường sinh lực, nhuận tràng và mát gan, mát cơ thể nên được sử dụng nhiều cho những ngày hè nắng nóng. Vì vậy, bạn nên biết cách nấu nha đam, mũ chôm, hạt chia để mang đến cho bản thân và gia đình thức uống bổ dưỡng trong ngày hè nha mọi người. Mũ chôm là chất tiết được thu hoạch từ vỏ thân cây chôm. Loại cây được trồng phổ biến ở vùng Trung Nam Bộ. Nước mũ chôm là đồ uống dân dã, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan, ngoài ra còn giúp điều hòa đường huyết, ổn định huyết áp và trị táo bón. Nước mũ chôm kết hợp cùng những nguyên liệu dễ tìm như nha đam, lá dứa, hạt chia, đường phèn v.v. vừa đơn giản lại vô cùng bổ dưỡng. Hãy dành một chút thời gian ngày cuối tuần và thử làm cho mình món nước giải khát thơm ngon này nha mọi người. Và sau đây là những bước và những nguyên liệu chúng ta cần sử dụng cho ngày hôm nay. Mời mọi người hãy cùng tham khảo những nguyên liệu sau đây để chúng ta nấu món mũ chôm nha đam, hạt chia, đường phèn. Trước tiên là phần mũ chôm. Xuân sử dụng là 10g mũ chôm. Mũ chôm này là mũ chôm khô. Thì Xuân đã rửa thật sạch. Sau đó Xuân đập nhỏ cho nó nhỏ ra để khi mình nấu cho nó lẹ. Còn trường hợp các bạn có thời gian thì các bạn sẽ ngâm mũ chôm này qua một đêm thì mình nấu nó sẽ nhanh hơn. Còn Xuân thì Xuân không có ngâm, do vậy nên Xuân đã đập nhỏ ra để mình cho vào nồi và nấu luôn. Và đây là phần mũ chôm Xuân đã nấu với 2 lít nước. Khi nấu mũ chôm thì chúng ta nấu cho nó sôi nước lên, sau đó thì chúng ta giảm lửa tới mức độ vừa phải để nó chín từ từ ha. Kế tiếp thì chúng ta cũng cho đường phèn vào đây. Trường hợp mà các bạn có thể thì chúng ta cũng đập cái phần đường phèn này cho nó nhỏ ra. Nhưng tại vì Xuân cũng nấu trong cái phạm vi của cái mũ chôm nó chưa hoàn toàn tan hết, cho vậy nên Xuân cho phần đường phèn nguyên cục như thế này vào. Xuân sử dụng ở đây là 100g đường phèn. Còn tùy vào cái độ ngọt của gia đình mình thì các bạn có thể tăng hoặc giảm ha. Sau đó là tới phần hạt chia. Phần hạt chia này thì Xuân sử dụng là 2 muỗng cà phê dung. Thì trước khi cho vào nồi nấu thì Xuân cũng rửa sơ qua phần hạt chia nha, cho nó khỏi bụi. Khi cho phần hạt chia vào thì chúng ta cũng khuấy cho nó đều để phần hạt chia nó có dính vào nhau thì nó cũng bung ra ha. Và để cho món nước nha đam, mũ chôm, hạt chia của chúng ta nó được trong suốt và nhìn hấp dẫn ngon hơn thì chúng ta thấy có bọt như thế này chúng ta cũng phải vớt cho sạch bọt nha mọi người. Cuối cùng là tới phần nha đam. Đây là phần nha đam mà Xuân đã rửa sạch cũng như là Xuân đã sắc thành những cái hạt lựu thật nhỏ. Quý vị nhớ là món này chúng ta sắc nha đam thật nhỏ thì nó càng ngon hơn ha. Thời điểm này thì Xuân cũng cho vào đây một xíu xíu muối nha cả nhà, khoảng 1/3 muỗng cà phê muối.
Lúc này sún thử lại thì nó hơi lạc đó các bạn. Do vậy sún sẽ sử dụng thêm 50g đường phèn nữa. Cái phần đường phèn này thì nó nhuyễn, do vậy nên mình cho vào sau như thế này nó cũng một xíu là nó tan thôi à. Tổng cộng là sún sử dụng là 150g đường phèn. Bây giờ sún sẽ khuấy cho nó đều, cho nó tan hết ha. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Quá đã luôn. Nhìn rất là ngon ha mọi người. Bây giờ thì sún tắt bếp rồi đó mọi người. Mọi người thấy cái nồi mũi chôm nha đam hạt chia của nhà sún ngon không nè? Khá là hấp dẫn hen, quá đã luôn, nhìn đã quá cả nhà ơi. Nó cái độ của nó vừa phải, nó lền lền vừa phải, rất là ngon luôn á. Bây giờ sún sẽ rót ra ly và mời mọi người thôi. Thường thì món này khi mà chúng ta nấu ra, chúng ta để ở ngoài cho nó nguội. Sau đó thì chúng ta đóng vào chai và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh để mình uống dần khoảng 2 đến 3 ngày, 4 ngày gì đó cũng được. Và nếu trường hợp mà các bạn nào thích uống có những viên đá ở trong này thì chúng ta thêm một xíu đường nữa nha. Chứ còn như nhà sún uống như vậy thì nó vừa theo cách của nhà sún. Còn cái độ ngọt của các bạn thì tùy mình tăng hoặc giảm nha mọi người. Quá đã cả nhà ơi. Mời các bạn cùng thưởng thức với nhà sún món mũ trôm nha đam hạt chia đường phèn nha. Và quý vị ơi, với cái công thức này thì các bạn cũng có thể thay thế nha đam bằng các nguyên liệu khác như là hạt é, xương sâm, xương sáo để biến tấu thành nhiều hương vị mới lạ hơn hen. Hy vọng rằng với những thông tin mà Xuân chia sẻ với các bạn thì sẽ giúp được các bạn biết cách làm nước mũ trôm nha đam hạt chia đường phèn ngon tuyệt. Như vậy là món mũ chôm nha đam hạt chia đường phèn giải nhiệt mùa hè nắng nóng của nhà sún đã hoàn tất rồi. Sún xin chân thành cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và luôn đồng hành cùng kênh của sún. Một lần nữa, sún xin kính chúc mọi người luôn vui khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực nha. Quý vị ơi, hãy đăng ký ủng hộ kênh của sún nha bằng cách bấm đăng ký, bấm vào cái chuông để liên tục nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của sún. Và cũng giúp cho sún có thể mạnh dạn tự tin để chia sẻ những điều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ sún xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye!